Cái này em được con cua, con này cũng duy nhất. Em mến chào cô chú anh chị và các bạn mình nha. Hôm nay em cũng mới vừa đang đi thăm lú trên đoạn đường về, còn một ít lú rồi em thăm. Rồi em quay lại một đoạn video gửi đến cô chú anh chị mình xem nha. Em mến chúc cô chú anh chị mình xem video vui vẻ nha. Cái này được một con cua. Này đội bội thu được ngân cua, thấy ấm này. Cua quá bự luôn. Mắt cái chèo nó cứ ngắt cái này luôn. Cái này em được con cua, con này cũng y nhất. Rồi, được con một duy nhất. Rồi, tiếp tục em bơi thăm các dạng lúc tiếp theo. Trời, lúc nào cũng thấy nó đóng gầm. Một cái được mấy con là quý. Để coi bắt được mấy con này. Bắt được con sú với con tôm đất duy nhất. Quá tới nhà sông này ba cái xuồng nó gào tôm sùm quá. Bán gà bán gì âm quá. Thank you.
Ồ, chắc ăn là được con bò khía. Không, anh đang đổ lú. Cái này có lý. Này được bấy nhiêu con số này. Bấy nhiêu số với con bà kia. Mấy con này thả lại. Gì không đây? Còn số gì nhất? Được hai con, bắt con, thả con. Thì kết quả hôm nay ném thăm được cái dàn lú, được con cua, đây được cũng ít tôm đi cả nhà, chung khoảng mười mấy hai chục số chứ không nhiều. Em sợ nó nước nó bún ra. Giờ hôm nay em chị quay cho cô chú anh chị mình xem tới đây nha. Giờ em hẹn gặp lại cả nhà mình vào video tiếp theo nha.